Tháng này vợ chồng mình cắt đầu mấy tiếng ấy. Chưa là bắt đầu cắt đầu rồi. Mười lần là mình phơi trên kia, mình phơi có một tí dày thôi, lần này mình phơi cả cái diềm nữa mà. Chỉ còn hai mẻ nữa thôi. Mẻ về sau nó rồi, mẻ mới đầu nó vơi. Phơi trên đây khả năng không giờ được về đâu nhỉ? Giờ được cả về ấy. Về thì anh cứ xếp sang nó vào nhau là được. À, nhưng mà xếp vào người thôi. Dì mua 20 cân rồi, dì không mua nữa. Dì mua ít dì bán cho gà. Có khối mà phơi. Chẳng qua hôm nay thằng kia nó đi hai buổi mới có, tôi còn mấy nhà kia làm gì có đâu. Tại
mua đi mua nghiệp thật đi. Nên bò nằm cả. Cool.